Tập đoàn xây dựng Bouygues của Pháp vừa ký một hợp đồng trị giá 1,5 tỷ euro, tương đương với 1,86 tỷ đô la, để giúp Việt Nam xây dựng và vận hành tuyến đường sắt đô thị ở thủ đô Hà Nội, theo thông cáo của Phủ Tổng thống Pháp ra hôm 27 tháng 3. Hợp đồng được ký kết trong chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Paris. Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chứng kiến lễ ký kết giữa Bouygues và Tập đoàn xây dựng TNT của Việt Nam Tại Điện Élysée, cùng ngày, hai tập đoàn xây dựng của Việt Nam và Pháp cũng ký kết một biên bản ghi nhớ hợp tác và đầu tư phát triển dự án nâng cấp mở rộng sân vận động hàng đẩy tại thành phố Hà Nội, theo thông tin từ trang web của TNT Group. Theo Reuters, một hợp đồng khác trị giá 1,5 tỷ euro cũng được ký kết trong chuyến thăm của Tổng Bí Thư Trọng tới Pháp. Tập đoàn EDF của Pháp đã đồng ý tham gia dự án nhiệt điện chạy bằng khí đốt ở Sơn Mỹ. EDF tiếp quản hợp đồng của NG, một tập đoàn khác của Pháp để giúp hoàn thành dự án dự kiến được đưa vào sử dụng giữa giai đoạn từ 2023 đến 2028. Cũng theo Reuters, hãng hàng không Vietjet của Việt Nam và tập đoàn Sanfranc CFM và Gecas của Pháp hôm 27 tháng 3 ký kết các hợp đồng với tổng trị giá 7,3 tỷ đô la để thuê và mua các máy bay và động cơ cũng như cung cấp các dịch vụ bảo trì cho máy bay. Theo thông tin từ Vietjet, hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam sẽ nhận về 6 chiếc Airbus 321 loại mới từ hợp đồng ký kết với Gecas. Trước đó một ngày, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines cũng ký một hợp đồng bảo dưỡng trị giá 500 triệu đô la với công ty kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay của Air France. Trong bài viết được cho là đăng trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên tới hơn 4 tỷ đồng, ông Trọng cho rằng Việt Nam sẽ là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Pháp với ASEAN và mong rằng Pháp cũng sẽ là cầu nối hiệu quả cho quan hệ giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu. Trước khi ông Trọng đến Paris, tổ chức phóng viên không biên giới có trụ sở tại Pháp hôm 24 tháng 3, kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị tổng bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam chấn áp các nhà báo và blogger độc lập. Cộng đồng người Việt tại thủ đô Paris đã kêu gọi biểu tình phản đối chuyến thăm Pháp của ông Trọng hôm 26 tháng 3 theo đài truyền hình SBTN. Một số trang tin lớn của Việt Nam tối 26 tháng 3 tường thuật rằng báo Le Monde đã đăng một bài viết dài của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thời gian ông đi thăm nước Pháp. Không lâu sau, nhiều người sử dụng mạng xã hội chỉ ra rằng bài viết được in trên trang quảng cáo của tờ báo rất có uy tín của Pháp với chi phí có thể lên tới hơn 4.000 tỷ đồng. Dưới hàng tít triển vọng tốt đẹp của quan hệ Việt Pháp, bài viết hơn 2.400 từ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh là trong suốt 45 năm qua, Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam. Vài giờ sau khi bài viết của ông Trọng xuất hiện trên tờ Le Monde xuất bản chiều ngày 26 tháng 3 nhưng đề ngày 27 tháng 3, trang mạng diễn đàn có giấy phép ở Pháp tung ra thông tin cho thấy bài viết đã được in trên trang quảng cáo nằm giữa trang 10 và 12. Theo biểu giá của báo, số tiền để đăng một bài dài trên cả một trang như vậy lên đến khoảng 151.000 euro, tương đương khoảng hơn 4 tỷ 200 triệu đồng Việt Nam. Từ Paris, nhà báo Bùi Tín xác nhận thông tin này với VOA. Đúng như thế, đang ở trang quảng cáo. Không những là cái điều này nó là thường mà đáng chê trách. Đây là một cái việc làm đáng xấu hổ. Báo Đô Mông là nó mà trọng thì, thì báo Đô Mông phải đăng trên trang chính chứ. Sao lại đăng ở trên quảng cáo? Có thể nói là một việc làm tôi có thể dùng nói là kỳ quặc và ô nhục nữa. VOA không thể kết nối liên lạc với các quan chức phụ trách truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam để hỏi ý kiến của họ về vấn đề này. Ngoài bàn luận về việc đảng chi một số tiền lớn để đăng bài của ông Tổng Bí Thư, người dùng mạng xã hội cũng bình phẩm về thực tế là báo chí Pháp dường như không đưa tin về chuyến thăm của ông Trọng tại nước của họ. Ông Bùi Tín, người cũng thường bình luận về chính trị Việt Nam và thế giới quốc tế, nói về vấn đề này. Diễn đi công trọng suốt 3 ngày hôm nay trên TV Pháp không có một giây phút nào có hình ảnh của ông ấy cả. Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Một thông báo của Điện Élysée nói Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến ăn trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với ông vào ngày 27 tháng 3. Trước khi ông Trọng đến Paris, tổ chức phóng viên không biên giới RSF có trụ sở ở Pháp hôm 24 tháng 3 kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với vị Tổng bí thư Đảng Cộng sản về việc Việt Nam trấn áp các nhà báo và blogger độc lập. Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chiều ngày 25 tháng 3 đã có mắt ở Paris, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Pháp từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 3. Trong một thông báo của điện Élysée, tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ dùng cơm trưa với ông Trọng và sẽ ra một tuyên bố chung với người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 27 tháng 3. Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Trọng hôm 25 tháng 3 đã thăm không gian Hồ Chí Minh, cách trung tâm Paris khoảng 15 km về phía đông bắc, nơi trưng bày các di tích lịch sử về Hồ Chí Minh trong thời gian ông sinh sống ở Pháp đầu thế kỷ 20 đài truyền hình SBTN cho biết cộng đồng người Việt tại thủ đô Paris đã kêu gọi biểu tình phản đối chuyến thăm Pháp của ông Trọng hôm 26 tháng 3. Hôm 24 tháng 3 thì tổ chức phóng viên không biên giới ASF có trụ sở tại Pháp kêu gọi chính phủ Pháp lên tiếng với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng về việc Việt Nam chấn áp các nhà báo và blogger độc lập khi ông Trọng đến thủ đô nước Pháp. ASF cho biết kể từ đầu năm 2017 hơn 20 nhà báo công dân đã bị bắt, bị trục xuất hoặc bị kết án tới 9, 10 hoặc thậm chí 14 năm tù chỉ vì cố gắng cung cấp thông tin cho công chúng. Với bản kết luận của thanh tra chính phủ vụ MobiFone mua AVG, Bộ Thông tin và Truyền thông mà ông Trương Minh Tuấn lúc đó nắm vai trò thứ trưởng đã mắc 4 sai phạm: làm trái và thiếu trách nhiệm trong đề xuất dự án, lựa chọn thẩm định giá, lập trình dự án và vi phạm thỏa thuận ký kết thanh toán mua cổ phần. Với vai trò là người đứng đầu bộ thông tin truyền thông hiện nay, ông Trương Minh Tuấn hiện được xem là đạo diễn chính và sẽ là nhân vật chịu trách nhiệm lớn nhất trong đại án tham nhũng Mobifone mua AVG với số vốn rút ruột ngân sách nhà nước lên tới hơn 7.000 tỷ đồng, một con số lớn gấp gần chục lần so với số tiền gần 800 tỷ đồng thất thoát trong vụ Đinh La Thăng tại tập đoàn dầu khí PVN. Nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng một khi bị định tội với tội danh cố ý làm trái pháp luật, ông Trương Minh Tuấn chắc chắn sẽ không thoát được mức án tử hình. Thanh tra Chính phủ Việt Nam hôm 19 tháng 3 cho báo chí trong nước biết Thủ tướng đồng ý với kết luận thanh tra về vụ Mobifone mua AVG. Một cựu quan chức quốc hội nói với VOA rằng động thái này đồng nghĩa là một số quan chức tầm thứ trưởng trở lên này đối mặt với nguy cơ bị kỷ luật truy tố. Báo chí dẫn nguồn tin thuộc thanh tra chính phủ cho hay, văn phòng chính phủ đã gửi văn bản tới cơ quan này, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, MobiFone và các cơ quan liên quan, trong đó nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kết luận thanh tra về việc MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Kết quả thanh tra công bố hôm 14 tháng 3 chỉ ra nhiều sai phạm đặc biệt nghiêm trọng của thương vụ MobiFone mua AVG và đề nghị khởi tố điều tra. Cơ quan thanh tra đánh giá rằng tình trạng tài chính của công ty AVG rất xấu tại thời điểm đầu năm 2016 khi MobiFone, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin Truyền thông mua đại đa số cổ phần. Theo thanh tra, vi phạm của MobiFone đã gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn nhà nước hơn 7.000 tỷ đồng. Theo báo chí Việt Nam, bước tiếp theo của việc Thủ tướng đồng ý bằng văn bản với kết luận của thanh tra chính phủ là cơ quan này hoàn tất thủ tục để chuyển toàn bộ hồ sơ sang Bộ Công an điều tra làm rõ. Thanh tra chính phủ cũng chuyển bản kết luận đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản để xem xét xử lý đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Trung ương quản lý có liên quan đến những khuyết điểm vi phạm nêu trong kết luận. Ông Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội, nhận định với VOA về những quan chức có nguy cơ bị kỷ luật truy tố theo như cái văn bản của tổng thanh tra chính phủ thì những cái người bộ liên quan là bộ thông tin truyền thông bộ kế hoạch đầu tư và một số bộ ngành khác thì những người mà chức vụ có thể của nhiệm kỳ đó là thì tôi nghĩ rằng cỡ phải thứ trưởng hoặc hàng thứ trưởng trở lên theo hệ thống chính trị Việt Nam, các quan chức cấp thứ trưởng trở lên do Bộ Chính trị và Ban Bí thư Đảng Cộng sản quản lý. Khi các quan chức này mắc sai phạm, hai cơ quan đảng kế trên phải tiến hành xử lý về mặt đảng như khai trừ hoặc đình chỉ sinh hoạt đảng hoặc đình chỉ chức vụ của các quan chức, sau đó các cơ quan hành pháp và tư pháp mới có thể truy tố xét xử. Giữa lúc một loạt các vụ chống tham nhũng đình đám đang diễn ra, vụ mobifone avg có sức hút đặc biệt đối với công luận. Cựu phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội Trần Quốc Thuận nói về ý nghĩa của vụ này: Vụ này đã, đã liên quan đến nhiều bộ ngành mà nó cũng biểu hiện cho tội phạm của cái nhóm này. Ấy và nó có thể đụng chạm đến những cái nơi nhạy cảm, có cái chuyện nhạy cảm làm cho ta suy nghĩ là nó liên quan đến những người có chức vụ rất cao và nó cũng đánh vào cái thành trì của gọi là đúng nghĩa là nhóm lợi ích. Thanh tra Chính phủ nói trong bản kết luận hôm 14 tháng 3 rằng việc MobiFone mắc một loạt sai phạm khi đầu tư vào AVG đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và nhiều năm tiếp theo. Bản kết luận chỉ ra rằng lợi nhuận hoạt động tài chính năm 2016 của Mobifone đã giảm so với năm 2015 là gần 322 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế đến hết năm 2017 là gần 2.000 tỷ đồng. Thương vụ tồi tệ liên quan đến AVG còn ảnh hưởng tiêu cực đến việc cổ phần hóa Mobifone theo thanh tra chính phủ. Bộ Thông tin Truyền thông hôm 15 tháng 3 mạnh mẽ phản bác kết luận của thanh tra chính phủ, nói rằng cơ quan này đã đưa ra các nhận định không có căn cứ pháp lý, sai về chuyên môn, sai về thẩm quyền, suy diễn, có tính chất dẫn dắt để hiểu sai mục đích. Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ đăng tin về các báo cáo phản bác này, các trang tin trong nước đã đồng loạt gỡ bài một số nhà quan sát thời sự cho đây là sự phản ứng dẫy chết và không còn đường lùi của các quan chức liên quan. Vụ việc Mobifone mua lại 95% cổ phần công ty nghe nhìn toàn cầu AVG bị khơi lại vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 khi Văn phòng Trung ương Đảng có công văn thông báo Ban Bí Thư họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Phú Trọng để nghe Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ báo cáo vụ việc. Sau khi nghe xong, Ban Bí Thư nhận định đó là một vụ việc rất nghiêm trọng. Bốn ngày sau khi có chỉ đạo của ban bí thư về vụ việc trên, ngày 12 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn cùng lãnh đạo của MobiFone và AVG đã tổ chức cuộc họp thống nhất hủy bỏ hợp đồng mua cổ phần của MobiFone với AVG với trị giá hợp đồng lên đến 9.000 tỷ đồng. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2018, thanh tra chính phủ công bố kết luận điều tra vụ việc Mobifone mua lại 95% cổ phần công ty nghe nhìn toàn cầu AVG. Theo đó, đây là vụ án kinh tế nghiêm trọng với nguy cơ thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng của nhà nước do mua phải nợ phải trả hơn 1.100 tỷ đồng của AVG. Thanh tra chính phủ cũng nêu rõ sai phạm của bốn bộ ngành là Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và Bộ Công an. Trong quá trình từ khâu thẩm định dự án, tham mưu phê duyệt và phê duyệt dự án, Cùng ngày 14 tháng 3, ông Lê Nam Trà, chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty Viễn thông MobiFone, gửi đơn đến các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan chức năng đề nghị xem xét lại trách nhiệm của cá nhân ông này trong thương vụ MobiFone mua lại AVG. Trong đơn đề nghị nêu rõ, ý tưởng chào bán cổ phần của AVG và chủ trương không bán cổ phần AVG cho cổ đông AVG mà chỉ bán cho đối tác trong nước là do Bộ Thông tin Truyền thông quyết định. Sau khi đã thống nhất với Bộ Công an, ngoài ra Bộ Thông tin Truyền thông cũng là đơn vị ra quyết định đưa giao dịch mua cổ phần AVG vào danh mục bí mật nhà nước và chỉ đạo Mobifone thực hiện. Mobifone đã tuân thủ chỉ đạo của Bộ Thông tin Truyền thông, toàn bộ quá trình sau này từ thuê tư vấn, thực hiện chỉ định thầu và quá trình đàm phán, lập dự án, ký kết trao đổi thông tin đều phải bảo mật thông tin. Sang chiều ngày 15 tháng 3, Bộ Thông tin Truyền thông cơ quan đại diện chủ sở hữu của Mobifone lại ra thông cáo báo chí phản bác lại các sai phạm liên quan đến bộ này mà thanh tra chính phủ đã nêu ra. Theo đó, việc thanh tra chưa thực sự khách quan, chính xác và chưa đúng pháp luật theo chỉ đạo của ban bí thư. Bộ này cũng phản ánh việc thanh tra chính phủ không xin ý kiến hướng dẫn của Ủy ban thường vụ Quốc hội mà tự ý diễn giải pháp luật theo cách của mình. Thêm vào đó, Bộ Thông tin Truyền thông còn tố cáo thanh tra chính phủ không đề cập đến việc Mobifone và AVG trước đó đã chính thức hủy hợp đồng. Đánh giá về phản ứng của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trong trường hợp này, nhiều nhà quan sát bình luận rằng ông Tuấn dường như đã bị dồn vào đường cùng và trở nên hoảng loạn khi bị đích danh nhiều đơn vị truyền thông dưới cấp vạch tội. Nhà báo Lê Nguyễn Hương Trà trên Facebook cá nhân cho rằng phản bác của Bộ Thông tin Truyền thông cho thấy rõ ông Tuấn giờ chỉ còn con đường là chiến đấu. Nhà báo Ngô Nhật Đăng thì cho rằng đây là chỉ dấu cho thấy bộ máy chính quyền bắt đầu có dấu hiệu trục chặt khi nó động chạm đến quyền lợi và gây ra nhiều nguy hiểm đối với một số cá nhân. Nó gần như chưa có một cái tiền lệ công khai mà có một cái đơn vị bị thanh tra phản ứng lại chính phủ, phản ứng lại lại ủy ban kiểm tra của nhà nước nhưng là thấy rằng là họ đã bỏ hết chuyện mà tình đồng chí hoặc xử lý trong nội bộ rồi như là những cái gắn kết của hệ thống chính trị là đang đang dần dần lỏng lẻo và từ những cái chuyện như thế này và nó người ta nhìn thấy rằng là cái cái nó đang nó đang bị vã ra là không còn là một khối thống nhất nữa. Trong khi đó, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm thường trực văn phòng Quốc hội Việt Nam cho rằng việc phản bác giữa Bộ Thông tin Truyền thông đối với những đánh giá của thanh tra Chính phủ Vốn là một cơ quan ngang bộ, về mặt lý thuyết là một hành động bình thường. Theo ông này thì trên thực tế, các cơ quan ngang bộ có quyền được công bố ý kiến lẫn nhau và thủ tướng chính phủ sẽ là nhân vật đưa ra quyết định sau cùng. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên dư luận được chứng kiến sự phản bác công khai giữa các cơ quan ngang cấp liên quan đến những cáo buộc về trách nhiệm trong một vụ án kinh tế nghiêm trọng và bộ thông tin truyền thông cho báo chí lấy xuống toàn bộ nội dung phản bác chỉ vài giờ sau khi đăng tải trên truyền thông trong nước, luật sư Trần Quốc Thuận nhận xét về động thái này. Bởi vì cái phản bác đó là nó có thể là nó thiếu cơ sở, hay là phản bác đó nó lại dẫn đến một cái dấu hiệu vi uh, phạm khác, hoặc là cái, cái phản bác đó là là họ tự thấy rằng cái phản bác hồi trước kia của thông tin truyền thông họ phản bác, bây giờ họ tự thấy rằng cái thông tin đó là, là không ổn hoặc là có một cấp trên báo anh anh nói thế là không trúng cái này cái kia thì tự nhiên họ tự rút lui nhà báo Ngô Nhật Đăng lại cho rằng đây là động tác của các lãnh đạo trong đảng nhằm đo phản ứng của dư luận đối với vụ án này mà thôi họ sợ họ chưa đo được cái phản ứng từ cái phản ứng từ dư luận và thậm chí phản ứng từ trong cái nội bộ theo như là tôi nghĩ thì có thể là cái mà tất cả các bài bị gỡ xuống thì cũng như là một động tác mà mà rút củi dưới đáy nồi rồi và họ nghe ngóng xem từng bước từng bước xem là cái sự phản ứng lại trên dư luận để xem họ nghe ngóng xem là, là cái, cái mức độ phản ứng lại như thế nào. Trở lại với bản kết luận của thanh tra chính phủ vụ Mobifone mua AVG, Bộ Thông tin và Truyền thông mà ông Trương Minh Tuấn lúc đó nắm vai trò thứ trưởng đã mắc 4 sai phạm, làm trái và thiếu trách nhiệm trong đề xuất dự án, lựa chọn thẩm định giá, lập trình dự án và vi phạm thỏa thuận ký kết, thanh toán mua cổ phần, với vai trò là người đứng đầu bộ thông tin truyền thông hiện nay, ông Trương Minh Tuấn hiện được xem là đạo diễn chính và sẽ là nhân vật chịu trách nhiệm lớn nhất trong đại án tham nhũng Mobifone mua AVG với số vốn rút ruột ngân sách nhà nước lên tới hơn 7.000 tỷ đồng, một con số lớn gấp gần chục lần so với số tiền gần 800 tỷ đồng thất thoát trong vụ Đinh La Thăng tại tập đoàn dầu khí PVN. Nhiều nhà quan sát chính trị cho rằng, một khi bị định tội, với tội danh cố ý làm trái pháp luật ông trương minh tuấn chắc chắn sẽ không thoát được mức án tử hình chúng tôi đã tìm cách liên lạc với bộ trưởng thông tin truyền thông trương minh tuấn tuy nhiên đã không thể liên lạc được